Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Playzone TV. Nếu các bạn đã xem video này có nghĩa tối nay là tối thứ 6. Hãy cùng đến với đọc báo cùng Playzone TV số thứ 15. Mở đầu như thường lệ vẫn là một tin tức chung. Chúng tôi xin vô cùng thương tiếc báo tin tuần vừa qua trang web chia sẻ torrent nổi tiếng thứ 2 thế giới KickAss Torrent đã bị sập. Đây không phải là một sự cố sập server mà do chủ sở hữu của trang web này đã bị bắt và chuẩn bị đi bóc lịch. Anh Antem Valin, 30 tuổi, mới bị bắt tại Ukraine và bị cáo buộc nhiều tội danh, trong đó có âm mưu vi phạm bản quyền, âm mưu rửa tiền và một số tội khác. Theo đơn kiện của tòa án quận Chicago đưa ra, thì những tài sản vi phạm bản quyền có trên trang web này trị giá hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Mỹ hiện đang xem xét việc dẫn độ Valin về Chicago và ra lệnh đóng cửa và tịch thu tên miền của trang web này. Vậy là từ nay các game thủ và phim thủ sẽ mất đi một địa chỉ đáng tin cậy để có thể tải cho mình những tựa game lậu và bộ phim lậu. Có lẽ đây sẽ là một bước ngoặt mới trong việc tôn trọng bản quyền tại Việt Nam chăng? Năm học mới đã đến, cũng là lúc các bạn học sinh và sinh viên sắm cho mình những bộ máy tính hoặc là những chiếc laptop để có thể phục vụ nhu cầu học tập. Mới đây đã lộ hình ảnh của một chiếc máy tính giá tốt nhưng lại có thiết kế cực kỳ đẹp. Nó đến từ nhà sản xuất Xiaomi có tên là Mi Book 4. Đây có thể là một chiếc laptop có thiết kế dạng Ultrabook với vỏ nhôm sáng bóng, san trọng và không thể không kể tới độ mỏng của nó. Cấu hình dự kiến của nó là màn hình 13 inch, CPU Intel Core i7-6500U, RAM DDR4-8GB và chưa có thông tin về sẽ sử dụng SSD hay là HDD. Và nhìn sơ qua thiết kế có thể thấy nó như một bản sao của MacBook và cấu hình của nó không phải dạng xoàng khi mà ta có chip xử lý i7 và 8GB RAM. Điều đặc biệt nhất có lẽ là mức giá mà nhà sản xuất hứa hẹn. Họ nói rằng nó sẽ rẻ chỉ bằng 1/2 MacBook. Nếu đó là sự thật thì đây sẽ là một sản phẩm rất đáng mua trong thời gian tới khi mà nó vừa có thiết kế đẹp cũng như một cấu hình không tồi chút nào. Như các bạn đã biết, Nvidia GTX 1060 mới đây đã được bán ra trên toàn cầu và ở Việt Nam, MSI đã cung cấp 3 phiên bản của nó, trong đó đáng kể nhất đó chính là bản Gaming X. Nó chỉ có mức giá là 8 triệu đồng cho phiên bản 6GB. Hãy cùng xem qua một số hình ảnh của con hàng cực kỳ nóng bỏng này. Về cơ bản, thiết kế của nó không có quá nhiều khác biệt so với đàn anh là GTX 1070 và GTX 1080 trước đó do MSI thiết kế. Với việc được phối tông màu đỏ đen, tông màu đã được coi là chuẩn dành cho các thiết bị chơi game hiện nay. Hai quạt tản nhiệt cỡ lớn, với hai quạt này thì chúng ta sẽ không phải quá lo lắng về nhiệt độ khi sử dụng nếu so với bản Founder hoặc so với các cạc đồ họa khác. Ngoài phiên bản Gaming X thì còn hai phiên bản nữa đến từ MSI, đó là Tiger và Armor. Với thiết kế không đẹp bằng cũng như hiệu năng sẽ ở mức kém hơn một chút nếu so với Gaming X. Bù lại, hai phiên bản đó sẽ có mức giá hợp lý hơn, lần lượt là 6.899.000 đồng và 7.599.000 đồng. Acer ở đây giới thiệu ô mạch chủ có một cái tên khá dài mà mình phải đọc thì mới có thể đọc hết được. Nó tên là TUF Sabertooth 990FXR 3.0. Mỗi bộ mạch chủ có kích thước ATX, trang bị hệ thống đèn nền Aura RGB, một công nghệ safe slot và dàn linh kiện chất lượng cao cho khả năng hoạt động bền bỉ. Điều đặc biệt của sản phẩm này đó chính là nó là mẫu ô mạch chủ đầu tiên được tích hợp hệ thống đèn nền Aura RGB của Acer. Không chỉ cho phép game thủ tùy biến màu sắc, Aura RGB còn có khả năng lên đèn theo nhạc nền với nhiều hiệu ứng độc đáo và thú vị. Hệ thống đèn nền này cũng có chức năng thông báo tình trạng hoạt động của hệ thống dựa theo nhiệt độ của CPU. Ngoài ra, nó còn tích hợp công nghệ dò nhiệt Thermal Radar 2 điều khiển trực tiếp hệ thống quạt tản nhiệt gắn trên bo mạch nhằm điều hòa nhiệt độ ở ngưỡng an toàn. Các cảm biến trên bo mạch cho phép hệ thống này có thể giám sát trực tiếp thời gian thực của nhiệt độ bo mạch, nhiệt độ CPU và nhiều thành phần quan trọng khác. Game thủ cũng có thể tự tùy chỉnh hệ thống này một cách dễ dàng chỉ bằng một cú nhấp chuột. Tiếp theo một rồi kết thúc mục tin tức chung, hãy cùng chuyển sang mục tin tức gaming kia. Có vẻ như nhu cầu mua sắm bàn và ghế chơi game của game thủ càng ngày càng lớn khi mà nhiều hãng đang cố để chen chân vào thị trường này. Trong đó thì có một hãng gọi là Gaming Gear giá rẻ cũng đã mới cho ra mắt các sản phẩm của mình ở trong dòng sản phẩm này. Đó chính là eBlue. Hãng Gaming Gear đã quá quen thuộc với mọi người rồi. Họ đã cho một số dòng sản phẩm bàn và ghế chơi game cũng mức giá không hề rẻ một chút nào. Các sản phẩm ghế của eBlue có thiết kế và chức năng vẫn tương tự như các dòng ghế chơi game khác trên thị trường, với mã ghế cá nhân rẻ nhất có tên là C303, 5.499.000 đồng nhưng đã được trang bị chất liệu da PU có thể dễ dàng lau chùi sạch sẽ. Và dòng đắt nhất của nó tên là Aroza EEC301 với mức giá là 9.399.000, có trang bị hệ thống đèn LED trước và sau ghế có thể tạo hiệu ứng ánh sáng khi ngồi xuống hoặc đứng lên. Cùng với đó thì chất liệu mà nó sử dụng cũng là da cao cấp cho nên game thủ có thể hoàn toàn yên tâm trong quá trình sử dụng. Dòng sản phẩm thứ hai đó là bàn chơi game với hai kích thước là 1m và 1m2 với mức giá từ 5 đến 6 triệu đồng. Điều đặc biệt của dòng bàn này là nó được trang bị hệ thống đèn LED điều khiển từ xa, làm cho góc chơi game của bạn sẽ trở nên lung linh hơn bao giờ hết. Ở những bản tin trước thì mình đã có đưa tin về việc Microsoft sẽ ra mắt phiên bản tiếp theo của Xbox One có tên là Xbox One S, thì mới đây họ đã công bố giá bán cũng như ngày sản phẩm này đến tay người tiêu dùng. Nó sẽ có dung lượng ổ cứng là 2TB, sẽ được bán ra và giao từ khách hàng đặt trước vào ngày 2 tháng 8 và giá của nó sẽ là 399 đô. Về ngoại hình, Xbox One S có tông màu trắng chủ đạo, có thiết kế vuông vức và hiện đại hơn.
Đồng thời, có một nửa mặt trên của máy được bố trí dạng lưới. Xbox One S sẽ có thể đứng thẳng với bộ nguồn tích hợp ngay bên trong máy. Nó sẽ có kích thước nhỏ gọn hơn, mỏng hơn khoảng 40% so với Xbox One trước đây. Đồng thời, cấu hình của nó cũng được cho biết là nâng cấp đáng kể nhằm hỗ trợ tính năng chơi các nội dung 4K, bổ sung thêm cả HDR. Có thể khẳng định, việc thay đổi phần cứng cũng như bề ngoài sẽ giúp Xbox One có rất nhiều lợi thế trong việc gỡ gạc lại doanh số bán ra sau khi mà họ đã chính thức nhận thua trong cuộc đua máy chơi game thế hệ thứ 8 so với Sony. Trong khi Pokemon Go vẫn đang tiếp tục gây sốt trên toàn cầu, thì Razer, một hãng gaming gear rất thức thời, đã quyết định ra mắt một ứng dụng chat có tên là Razer Go. Razer Go sẽ có bản cho Android và iOS và cả trên web. Ứng dụng này dùng để chat trong một phạm vi nhất định giữa các người chơi với nhau, chat theo nhóm hoặc chat riêng tư giữa từng người. Người chơi sẽ được chọn 3 mốc phạm vi gồm 5km, 100km và cuối cùng là 1000km. Khi sử dụng Razer Go thì toàn bộ những người trong phạm vi này có thể chat với nhau giống như đang sử dụng một ứng dụng nhắn tin thông thường. So với việc dùng các app khác như là của Facebook hay Viber thì Razer Go có một đặc điểm vô cùng hay, đó là tự hiển thị những người chơi Pokemon Go ở xung quanh bạn, giúp bạn gặp gỡ và tương tác những người chơi đó mà không cần phải biết nhau trước. Tin tức vừa rồi đã kết thúc mục tin tức game kia, hãy cùng chuyển sang mục tin cuối cùng, đó chính là tin game. Theo thông tin công bố từ Square Enix, hãng phát triển tựa game nổi tiếng Life is Strange, một tựa game xoay quanh chủ đề du hành thời gian, đã công bố cho phép game thủ tải về hoàn toàn miễn phí trên tất cả các hệ máy. Và sau khi hoàn tất quá trình download thì các bạn có thể giữ trò chơi này vĩnh viễn. Lưu ý là chỉ có phần đầu tiên của tựa game này được tải về miễn phí, 4 phần còn lại của tựa game này thì tất nhiên nó đòi hỏi người chơi phải bỏ ra khoảng $5 cho mỗi phần. Trong Life is Strange, bạn sẽ vào vai Max Caulfield trên hành trình tìm kiếm người bạn cùng trường đã bị mất tích một cách bí ẩn. Vô tình phát hiện ra khả năng đặc biệt của mình là quay ngược thời gian. Max thường xuyên trở về quá khứ để ngăn chặn những việc xấu xảy ra. Mặc dù vậy, hành động của nó lại gây ra ảnh hưởng rất lớn tới tương lai, giống như thuyết trong bộ phim Hiệu ứng cánh bướm. Đây là một trong những tựa game hay nhất của năm 2015. Cho nên các bạn hãy nhanh tay tải về tựa game này. Tựa game cực kỳ nổi tiếng Fallout 4 đã ra mắt được khá lâu rồi. Có vẻ như hãng phát triển vẫn muốn vắt thêm một chút sữa nữa từ nó. Thì mới đây họ đã công bố bản DLC tiếp theo và cũng là bản DLC gần cuối, có tên là Vault Workshop. Nó sẽ được cho ra mắt vào ngày 26 tháng 7 tới đây trên PC, Xbox One và PlayStation 4. Bản DLC này có giá khoảng $5. Vault Workshop mở rộng hệ thống kho chế tạo của Fallout 4, cho phép game thủ thêm nhiều công cụ và đồ nội thất để tạo ra một khu dân cư vào hoàn thiện. Bản DLC này cũng sẽ giới thiệu một nhân vật mới có tên là Overseer Bastor của Vault 88. Tuy vậy, game thủ cần đạt đến cấp độ 20 thì mới có thể nhận được nhiệm vụ phát sinh từ Vault Workshop. Các tín đồ Fallout 4 sẽ có đầy đủ các điều kiện để xây dựng một khu vào tiện nghi sau khi phải hứng chịu thảm họa hạt nhân nặng nề, cũng như có thể tiến hành thí nghiệm trên chính cư dân của vào này. Hứa hẹn đây sẽ là một bản DLC rất hấp dẫn. Tin tức cuối cùng đó là về một phòng máy chơi game dành riêng cho game thủ yêu thích Overwatch. Tựa game đã tạo một sức hút rất lớn trên cộng đồng thế giới cũng như Việt Nam, mình đã nói quá nhiều các bản tin rồi. Phòng máy này đang được gấp rút hoàn thành những bước chuẩn bị cuối cùng để kịp ngày khai trương vào cuối tháng 7. Nó sẽ được thiết kế chủ yếu hướng tới game thủ chơi Overwatch, nhưng không ngoại trừ tựa game cấu hình cao. Trong khi đó, cụm máy thi đấu được trang bị Core i5 với GTX 1070 mới toanh, ghế DX Racer và màn hình 27 inch, độ phân giải là 2K, tần số quét 144Hz, phù hợp với những giải đấu lớn sắp diễn ra. Đây sẽ là một địa điểm khá thú vị dành cho game thủ trong thời gian tới. Thông tin vừa rồi đã kết thúc đọc báo cùng với Zone TV số thứ 15. Nếu các bạn có thắc mắc hay muốn thảo luận gì, hãy comment ngay bên dưới. Đừng quên bấm like, theo dõi kênh YouTube của Zone TV. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.